Chào các bạn, video hôm nay thì mình sẽ giúp cho các bạn có thể tự tạo nên một cái bảng newborn checklist, một cái danh sách mua sắm đồ sơ sinh đầy đủ, cần thiết và phù hợp với riêng bản thân của bạn, những người đang ngồi xem video của mình, mà các bạn không cần phải mua theo bất kỳ ai, cũng không cần một bảng danh sách dài ngoằng của bất cứ một cái cửa hàng mẹ và bé nào, với hàng tá thứ mua về không có dùng đến, còn những thứ cần thì lại không có. Để có thể tạo nên một cái bảng newborn checklist hoàn hảo và phù hợp với bản thân thì mình hy vọng là các bạn sẽ không bỏ qua đoạn nào trong video này. Tại vì có thể ban đầu là các bạn dự định như vậy, nhưng mà khi sinh con xong thì các bạn cảm thấy nó không có còn phù hợp nữa. Cho nên là hãy xem thật kỹ để có thể lưu lại được những ý kinh nghiệm cho bản thân mình khi mà các bạn cần. Đây là một series rất là tâm huyết của mình, cho nên là nó khá là chi tiết và nó hơi dài. Vì vậy mình sẽ chia thành hai phần và đây sẽ là phần đầu tiên. Và nếu như có nơi nào sử dụng lại chất xám của mình thì mình rất hy vọng là hãy ghi lại nguồn một cách rõ ràng. Còn bây giờ thì tụi mình sẽ cùng bắt đầu vào với video luôn nha. Bước đầu tiên đó là các bạn hãy trả lời ba cái câu hỏi sau đây để các bạn có thể khoanh vùng và xác định được những cái thứ mà các bạn thực sự sẽ cần. Câu hỏi số 1 đó là các bạn dự định nuôi con bằng sữa gì? Sữa mẹ hoàn toàn, sữa công thức hoàn toàn hay là sữa mẹ kết hợp cùng với sữa công thức? Câu hỏi số 2 đó là các bạn sẽ cho con uống sữa theo cái hình thức nào? Tim mẹ trực tiếp hoàn toàn, tim bình hoàn toàn hoặc là tim mẹ trực tiếp và tim bình song song? Câu hỏi số 3 là các bạn sẽ dự định cho bé ngủ chung hay cho bé ngủ riêng? Bước thứ 2 đó là các bạn sẽ liệt kê thành 5 cái nhóm chính: bé ăn, bé ngủ, bé mặc, bé vệ sinh và những đồ dùng khác cho mẹ và bé. Bước số 3 thì các bạn sẽ liệt kê những cái món đồ trong 5 nhóm này dựa theo 3 cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn đã trả lời. Bước thứ 4 là các bạn sẽ lựa chọn thương hiệu và sản phẩm cụ thể mà các bạn cảm thấy phù hợp với bản thân mình cũng như kinh tế gia đình của các bạn. Và tóm lại là các bạn chỉ cần trả lời 3 cái câu hỏi đầu tiên thôi. Còn bước số 2, bước số 3 và bước số 4 thì mình sẽ giải quyết cho các bạn trong video này và trong video sau của mình. Mục đầu tiên sẽ là một bé mặc. Thì trong video kinh nghiệm chọn mua đồ sơ sinh của mình trước đây á, mình đã chia sẻ khá là kỹ về cái mục này rồi. Nhưng mà ở đây thì mình cũng sẽ tổng kết lại một chút xíu cho các bạn. Và mình sẽ có một cái file Excel mình sẽ để ở dưới mô tả của video này để các bạn có thể tải về và các bạn có thể tham khảo về cái số lượng cũng như là những cái sản phẩm mà các bạn cần phải mua. Các bạn có thể cân chỉnh và các bạn có thể in ra nếu như các bạn cần. Đối với những cái loại quần áo mua cho em bé thì các bạn sẽ chia thành hai giai đoạn. Thứ nhất là chưa rụng rốn và thứ hai đã rụng rốn rồi. Thì trong giai đoạn chưa rụng rốn các bạn nên mua những cái loại áo lẻ có cái dạng giống như kimono như thế này, thì nó sẽ có hai lớp, lớp bên trên và lớp bên dưới, nó sẽ giữ ấm ở cái phần trước ngực cho em bé được tốt hơn và nó cũng không làm cả vô cái phần rốn của em bé ha. Thì đối với những cái dạng áo này các bạn có thể mua từ 4 tới 5 cái. Khi mà em bé đã rụng rốn rồi á thì các bạn có thể mua thêm những cái loại bodysuit. Bodysuit thì có hai dạng, bodysuit ngắn tay hoặc là bodysuit dài tay. Đối với mình á thì mình thích sử dụng cái loại ngắn tay hơn, tại vì nó dễ thay hơn, nó dễ thao tác hơn. Em bé nhỏ thì thao tác nó hơi khó một chút xíu, cho nên là mua những cái loại ngắn tay thì nó sẽ dễ sử dụng hơn. Nếu như mà em bé các bạn á, dưới 2.9 thì các bạn có thể mua size newborn. Còn nếu như em bé trên 2.9 thì các bạn có thể mua size từ 0 cho đến 3 tháng. Và đối với những cái loại bodysuit như thế này á, thì mình thấy thường sẽ bán theo set. Một set từ 3 tới 5 cái, các bạn có thể mua từ 1 tới 2 set. Thứ ba là những cái dạng quần trời thì các bạn có thể mua thêm từ 4 tới 5 cái giống như những cái loại áo lẻ ha. Đối với áo ghi lê á, thì nếu như các bạn ở điều kiện khí hậu lạnh các bạn nên mua thêm những cái loại áo ghi lê để cho em bé cái phần trước ngực á, nó được ấm hơn. Các bạn có thể mua tầm 2 cái. Và cuối cùng sẽ là những cái dạng slip suit. Đây là các bạn, những cái dạng này gọi là những cái dạng slip suit. Thì cái này là một cái dạng mà mình nghĩ là có thể không cần thiết phải mua. Nếu như mà các bạn thích em bé mặc những cái loại đồ này giống như mình á, thì các bạn có thể mua tầm từ 1 tới 2 cái thôi, thì mình nghĩ là cũng đã quá là đủ rồi. Về những cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như là nón, bao tay, bao chân á, thì các bạn nên chọn những cái loại mà nó bằng vải như thế này. Ở những cái góc bo chung á, thì sẽ giúp cho em bé đỡ đau hơn. Những cái loại mà cục dây á, thì nó sẽ mất thời gian thao tác các bạn. Còn những cái loại mà có cái dây chun ở bên trong á, thì nó sẽ dễ làm khuyết, dễ làm đau em bé. Đối với những cái nón rời như thế này các bạn có thể mua tầm 3 cái. Còn những cái bộ bao tay bao chân á, thì mình nghĩ các bạn nên mua tầm 5 bộ. Tại vì em bé đôi khi đi vệ sinh nó đạp tay đạp chân á, thì có thể là nó sẽ dơ cái phần bao tay bao chân nhiều, cho nên mua tầm 5 bộ. Còn cái nón thì tầm 3 cái là được rồi. Cái số lượng mà mình đưa ra cho các bạn á, đó là cái số lượng mà mình nghĩ là vừa đủ để cho các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên là nó còn phụ thuộc vào cái lịch giặt giũ của các bạn nè, và tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết khí hậu khi các bạn sinh con nữa. Cho nên các bạn cần cân chỉnh một chút xíu làm sao cho nó phù hợp với gia đình của các bạn nha. Có hai video mà mình nghĩ là các bạn cần phải xem trước khi các bạn mua trong cái mục bé mặc này. Video thứ nhất đó là kinh nghiệm chọn mua đồ sơ sinh của mình trước đây, và video số 2 đó là review các thương hiệu quần áo mà mình đã dùng cho em bé nhà mình. Thì các bạn có thể tham khảo hai video này, rồi sau đó các bạn có thể lựa chọn mua sau. Và mình sẽ để link hai video này ở dưới phần mô tả trong video, các bạn có thể kéo xuống bên dưới các bạn xem nha.
Cột số 2 thì sẽ là một bé ăn. Ở trong mục này thì nó sẽ khá là nhiều và nó hơi phức tạp một chút xíu, và sẽ dựa trên hai câu hỏi đầu tiên mà các bạn đã trả lời, đó là các bạn dự định nuôi con bằng sữa gì và sẽ cho con uống sữa theo cái hình thức nào. Thì ở đây mình sẽ có một cái bảng Excel cho các bạn. Các bạn có thể tải cái bảng này ở dưới phần mô tả của video này nha. Trong cái bảng này thì các bạn nhìn vào, các bạn sẽ thấy cột đầu tiên là cột số thứ tự, cột số 2 sẽ là tên sản phẩm, và mình sẽ chia ra 3 trường hợp cho các bạn, đó là sữa mẹ hoàn toàn, sữa mẹ giảm thêm sữa công thức hoàn toàn. Và trong sữa mẹ hoàn toàn thì các bạn có thể cho con uống sữa theo 3 cái hình thức khác nhau, ví dụ như là ti mẹ trực tiếp hoàn toàn, ti mẹ ti bình song song hoặc là ti bình hoàn toàn. Ở phía sau này thì các bạn sẽ thấy là mình có một cái cột khá là quan trọng, đó là tại sao nên mua hoặc là tại sao không nên mua và nên mua như thế nào. Rồi sẽ đến một cái cột là số lượng và sản phẩm recommend, những link mua mà các bạn có thể tham khảo và link review những cái sản phẩm nào mà mình đã từng sử dụng qua. Dựa trên các bạn Excel khi nãy thì bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn từng những cái sản phẩm nhỏ để cho các bạn có thể dễ hiểu hơn. Nói về một bé ăn thì chắc chắn là không thể nào thiếu bình sữa cho em bé, đúng không? Thì nếu như mà các bạn nuôi con theo một cái hình thức nào á, thì các bạn cũng nên chuẩn bị hai cái bình sữa cho bé trước. Tại vì mình không biết trước được là khi mà mình sinh xong á, mình có sữa về cho bé kịp không? Hoặc là khi mình sinh xong á, thì có tình huống gì nó ngoài ý muốn hay không? Ví dụ như là mình nằm phòng hồi sức lâu chẳng hạn, thì em bé cũng phải cần được ti, cho nên là cần mua thêm hai cái bình sữa. Ở đây mình sẽ đề xuất cho các bạn là nên mua những cái loại bình sữa nào mà nó có cái tốc độ chạy chậm thôi. Tại vì ban đầu mình chưa biết cá tính của em bé như thế nào á, thì nên mua những cái loại chạy chậm để cho nó an toàn cho con hơn, đỡ cái nguy cơ về sặc sữa. Số lượng mà mình đề xuất cho các bạn ở đây á, đó là các bạn nên mua 2 bình sữa. Và những cái sản phẩm mà mình có thể recommend cho các bạn, đó là một cái bình của Hagen và một cái bình của Aven. Thì nếu như mua Aven các bạn nên mua size 125ml, và bình của Hagen các bạn nên mua size 150ml, không có nên mua size 60ml nha, tại vì em bé tăng cái mil nhanh lắm các bạn. Về cái link mua thì các bạn có thể tham khảo trong cái bảng Excel của mình, và có một cái video mà mình sẽ đề xuất cho các bạn xem trước khi các bạn mua bình sữa cho bé, đó là video review những cái loại bình sữa mà mình đã từng dùng cho bé nhà mình, thì các bạn có thể xem video này. Mình sẽ để link video đó ở dưới phần mô tả trong video này luôn nha. Thứ hai đó là về phần sữa công thức, thì giống như bình sữa vậy các bạn nên chuẩn bị sẵn cho con, tại vì chúng ta không biết trước được tình huống gì có thể xảy ra. Và mình đề xuất cho các bạn là nên mua 5 thanh sữa Meiji, tại vì với sữa thanh này thì nó sẽ tiết kiệm tiền cho các bạn hơn. Và đối với sữa thanh thì mình thấy là nó dễ hòa tan hơn sữa bột, nó ít bị vón cục hơn. Cũng như là khi mà các bạn mang đi, khi mà các bạn đi sinh thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và nó tiết kiệm cho các bạn hơn nữa. Tại vì mua một cái hộp sữa bột mà sử dụng không hết thì nó cũng hơi phí tiền, cho nên là các bạn nên chuẩn bị thanh sữa Meiji, khi mà các bạn cần các bạn có thể mua thêm sau ha. Còn ban đầu các bạn có thể lựa chọn 5 thanh thôi. Link mua hàng thì mình sẽ để trong phần mô tả dưới video này, hoặc là trong cái file Excel các bạn có thể tham khảo. Sản phẩm thứ ba đó là những cái loại cốc hướng sữa như thế này. Thì mình thấy rất là ít ai recommend, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mẹ nào có dự định nuôi con bằng sữa mẹ và cho con uống theo cái hình thức đó là có ti mẹ trực tiếp, thì các bạn nên mua cái này. Các bạn lưu ý nha, uống sữa mẹ và ti mẹ trực tiếp thì nên mua cái này. Tại vì khi mà các bạn cho con ti mẹ trực tiếp, một bên con ti thì bên còn lại sẽ bị chảy sữa. Nếu như mà các bạn dùng khăn lau thì ướt tầm 2-3 cái khăn sữa là bình thường. Nếu như mà làm như vậy thì nó sẽ hơi phí cái lượng sữa đó. Còn nếu như các bạn muốn thu được cái lượng sữa bên còn lại thì các bạn phải sử dụng cái ly, cái chén hay là một cái vật gì đó để các bạn có thể hứng được cái lượng sữa có thể chảy ra, thì nó sẽ hơi bất tiện và nó sẽ hơi phức tạp một chút, và các bạn còn phải canh nữa. Còn nếu như các bạn sử dụng cái cốc hứng sữa này nè, thì nó sẽ sử dụng cái áp lực âm để có thể hít vào trong cái ngực của các bạn không cần phải giữ. Rồi cái này cũng sẽ có một cái nắp để các bạn đậy lại và một cái đế để cho các bạn có thể để lên cho nó không có đổ. Thì các bạn có thể sử dụng cái này thì các bạn sẽ thu được một lượng sữa ngay khi các bạn chưa sử dụng máy hút sữa luôn. Ví dụ như mình, khi mà mình chưa có sữa về nhiều á, thì một bên con ti, một bên mình sử dụng cái này á, thì mình sẽ thu được tầm 60-70ml là bình thường. Còn nếu như mẹ nào nhiều sữa hơn mình thì có thể là thu được đầy cái này, hoặc là thu được tầm 100-120ml cũng là chuyện bình thường. Vì vậy nếu như mà các mẹ nào nuôi con bằng sữa mẹ và có cho con ti mẹ trực tiếp, thì các bạn rất là nên mua những cái loại cốc hứng sữa, tại vì nó sẽ tiết kiệm thời gian các bạn rất là nhiều, và nó cũng thu được một cái lượng sữa, nó tránh cái tình trạng lãng phí cái sữa mẹ nữa. Cái cốc hứng sữa mà mình từng sử dụng qua đó là của Natural Born, thì cái này là một cái phiên bản năm 2021. Các bạn có thể sử dụng của bất kỳ một cái thương hiệu nào mà các bạn cảm thấy phù hợp về giá tiền, hoặc là các bạn cảm thấy review mà các bạn thích á, thì các bạn có thể mua cái loại đó. Còn mình thì ngày xưa mình mua cái này, và mình sẽ để link mà mình đã mua ở dưới phần mô tả cũng như trong cái bảng Excel cho các bạn.
Sản phẩm thứ tư đó là máy hút sữa. Thì trong trường hợp nào các bạn nên mua máy hút sữa? Đó là trong những trường hợp mà các bạn cho con uống sữa mẹ, mà cho con uống sữa mẹ theo hình thức đó là ti bình, thì các bạn cần phải có một cái máy để hút sữa mẹ ra. Ở đây thì mình nghĩ là các bạn nên mua những cái loại máy hút sữa nào mà có cái phễu rời như thế này nè các bạn, dạng rời mà các bạn tháo ra được á. Thì khi mà các bạn cần thay phễu á, các bạn chỉ cần mua cái phễu thôi là các bạn có thể gắn vào được. Còn đối với những cái loại mà phễu dính liền như thế này nè, mà lỡ như người của các bạn á không vừa cái sai phễu đó thì các bạn lại phải mua thêm một cái cổ nối rồi mua thêm một cái phễu, nó sẽ khá là phức tạp. Cho nên thật ra đó là các bạn nên ưu tiên lựa chọn những cái loại nào mà có cái phễu rời nha. Để recommend cho các bạn về máy hút sữa thì thật sự là nó khá là khó với mình. Tại vì máy hút sữa thì nó có rất là nhiều phân khúc giá thành khác nhau. Cho nên là các bạn nên lựa chọn cái loại nào mà các bạn cảm thấy phù hợp với kinh tế của các bạn. Hoặc là nếu như mà các bạn thích một cái máy hút sữa mà nó có giá thành khá là cao á, thì các bạn có thể cân nhắc phương án là nên thuê cái máy hút sữa đó trước. Sau đó khi mà bạn sử dụng, bạn thấy ổn rồi á, hợp rồi á, thì bạn có thể mua sau. Tại vì khi sử dụng máy hút sữa, ngoài cái độ bền hoặc là về cái lực hút á, thì nó còn rất là quan trọng về cái việc nó phải hợp với cơ địa và hợp với cái ngực của các bạn nữa. Không phải là một cái máy hút sữa rẻ tiền thì nó sẽ không tốt đâu các bạn. Quan trọng ở chỗ là nó phù hợp với cái ngực của bạn thì nó sẽ giúp cho bạn hút sữa và kích sữa được hiệu quả. Trong trường hợp mà bạn có điều kiện kinh tế, bạn muốn mua ngay từ đầu á, thì cái thương hiệu mình có thể recommend nhất cho bạn đó là thương hiệu Mendela. Thì đây là một cái thương hiệu mà mình thấy có rất là nhiều dòng máy hút sữa cũng như là có rất nhiều những cái phụ kiện đi kèm, thì khi các bạn cần thay nó cũng sẽ rất là dễ dàng. Ngoài ra thì mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo hai cái video trước đây của mình, một cái video về máy hút sữa không dây Be Free và một cái video so sánh máy hút sữa Medela Sonata Flex với máy Fast Baby Resonance 3. Bạn có thể xem hai video này trước khi mà các bạn lựa chọn máy hút sữa để các bạn có thể có thêm được nhiều cái kinh nghiệm hơn. Khi mà các bạn sử dụng máy hút sữa và các bạn mua máy hút sữa thì có những cái phụ kiện máy hút sữa mà mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu trước khi các bạn sinh con. Tại vì đợi đến khi các bạn sinh con rồi mà các bạn chưa có đủ kiến thức á, thì nó sẽ rất là phức tạp và nó sẽ rất là căng thẳng cho các bạn. Ở đây có ba cái phụ kiện mà mình nghĩ là các bạn nên tìm hiểu. Thứ nhất là phễu hút sữa, thứ hai đó là đệm hạ sai và thứ ba sẽ là cổ nối. Thì đối với phễu hút sữa, các bạn biết trên thị trường hiện tại thì có hai dạng chính là nhựa hoặc là silicone, hoặc là có một cái dạng flex như thế này của mình, nhưng mà nó cũng giống như kiểu phễu nhựa luôn, chỉ có điều là vành bên ngoài này là vành silicone thôi. Thì các bạn chỉ cần mua những cái này khi nào, khi mà cái phễu đi kèm với cái máy hút sữa của các bạn á, nó không vừa với cái ngực của các bạn, thì các bạn cần phải mua những cái phễu khác có cái size đúng và phù hợp với cái ngực của các bạn hơn. Ví dụ như mình ngày xưa mà mình mang bầu á, thì mình đo ra là mình size 24, nhưng mà thực tế khi mà mình sinh con xong á, thì có lúc mình size 19, có lúc mình size 21, có lúc mình size 24. Cho nên là cái này các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi mà các bạn sinh con để các bạn đỡ bỡ ngỡ hơn. Và có thể là một bên sẽ sử dụng size 19, một bên sử dụng size 21 là một cái điều rất là bình thường. Có thể hai bên nó không có cùng size đâu các bạn. Nếu như mà khi mà các bạn cần thay những cái phễu nhựa như thế này á, thì có hai cái loại mà mình nghĩ là các bạn có thể lựa chọn mua. Thứ nhất là phễu nhựa của Medela, nó có rất là nhiều size khác nhau cho các bạn lựa chọn, hoặc là bạn có thể sử dụng cái phễu nhựa của Maymon cũng được. Còn đối với phễu silicone như thế này nè, thì sẽ tùy vào cái phương pháp mà các bạn kích sữa thì các bạn có thể lựa chọn cái phễu silicone phù hợp với mình. Thường thì mọi người sẽ nói cái phễu silicone này nè, nó sẽ dễ chịu hơn cái phễu nhựa, nhưng mà khi mà mình sử dụng á, thì mình không có cảm thấy quá là nhiều sự khác biệt. Và khi mà mình kích sữa bằng phễu nhựa này á, hoặc là phễu flex này á, thì mình thấy nó lại hiệu quả hơn phễu silicone. Cho nên cái này là tùy người thôi nha các bạn, nhưng mà các bạn vẫn nên trang bị kiến thức cho mình trước. Phụ kiện số 2 đó là những cái đệm hạ size như thế này. Thì có thể là trong cái bộ máy hút sữa của các bạn á, đó là cái size 21, nhưng mà cái ngực của các bạn á, lại cần cái size 19. Thì có thể các bạn không cần mua một cái phễu size 19 như thế này về thay, mà các bạn có thể sử dụng mua một cái đệm hạ size này, rồi các bạn bỏ vào trong. Đây các bạn cứ bỏ vào trong này nè, đẩy vào trong này, sát vào trong này ha, thì nó sẽ nhỏ lại một chút, thì có thể là nó sẽ vừa size các bạn là size 19. Ở đây thì mình sẽ đề xuất cho các bạn, nếu như mà khi các bạn cần mua những cái đệm hạ size á, thì các bạn có thể mua của Mama Choice. Mình sẽ để link của cái sản phẩm này ở dưới phần mô tả cho các bạn, và ở trong các bảng Excel các bạn có thể lưu về để khi các bạn cần á, các bạn có thể mua hàng cho nó nhanh hơn nha. Phụ kiện số 3 đó là những cái cổ nối như thế này. Cái này các bạn cần nên mua khi nào? Khi mà các bạn không có vừa cái size phễu của cái máy hút sữa của các bạn. Và cái máy hút sữa của các bạn á, là cái dạng phễu dính liền, chứ không phải là cái phễu rời như thế này. Cho nên là khi nãy mình mới nói là nên mua cái máy hút sữa nào có cái phễu rời này nè, thì khi các bạn không có vừa cái size phễu, các bạn thay nó sẽ dễ hơn. Còn cái này nếu như các bạn muốn thay cái phễu á,
các bạn phải cần một cái cổ nối thì các bạn mới có thể lắp vào đây, các bạn thay cái phễu đi được. Sản phẩm đề xuất trong cái mục này thì chắc chắn là không có, nó sẽ tùy thuộc vô cái máy hút sữa bạn mua của thương hiệu nào, thì mỗi thương hiệu nó sẽ có một cái cổ nối khác nhau, cho nên là khi mà các bạn mua của cái thương hiệu nào thì các bạn phải mua cái cổ nối của cái thương hiệu đó thì mới có thể sử dụng được nha. Món thứ năm đã là túi trữ sữa. Thì nếu như mà các bạn hút sữa mẹ ra và các bạn muốn trữ đông và trữ mát cái sữa đó cho con á, thì các bạn cần phải có túi trữ sữa. Ở đây nếu như mà các bạn muốn trữ đông thì các bạn nên lưu ý lựa chọn những cái túi trữ sữa nào mà nó có chất liệu dai một chút xíu và nó có từ 2 đến 3 cái lớp zip để cho nó chắc chắn hơn. Thì mình sẽ đề xuất cho các bạn là mua của Sunmom hoặc là của Lasinot. Còn nếu như các bạn trữ mát á, thì các bạn có thể mua những cái loại rẻ hơn. Những cái loại đó thì thường chỉ có một lớp zip thôi và những cái nhựa đó thì nó sẽ hơi cứng. Nếu như các bạn cho con dùng liền hoặc là dùng trong thời gian ngắn và chỉ cần trữ mát á, thì các bạn có thể sử dụng những cái loại này thì nó sẽ rẻ hơn một chút xíu. Về số lượng thì mình nghĩ là các bạn có thể mua 2 hộp trước, rồi sau đó các bạn cần các bạn có thể mua thêm sau và sẽ canh theo cái lượng sữa của mình. Về dung tích thì mình nghĩ là ban đầu các bạn nên mua những cái loại nào tầm 150ml thôi, tại vì khi mà các bạn trả đông nó cũng sẽ nhanh hơn và lúc đầu thì cái lượng sữa về cũng chưa có được nhiều lắm, cho nên các bạn có thể mua tầm 150ml. Còn nếu như mà khi mà các bạn có sữa về nhiều hơn rồi, các bạn có thể mua những cái loại túi trữ sữa có cái dung tích lớn hơn, ví dụ như là 200 hoặc là 250ml sau. Ở trong cái mục này thì mình nghĩ là các bạn nên xem cái video cách bảo quản và trả đông sữa mẹ đúng cách mà trước đây mình đã từng chia sẻ để cho các bạn có thể có thêm được nhiều cái kinh nghiệm hơn về cái việc trữ sữa cũng như là sử dụng sữa mẹ. Mình sẽ để cái link video này ở dưới phần mô tả và trong cái file Excel nha. Sản phẩm thứ 6 đó là túi chùm nóng lạnh, thì cái này thật sự là không cần thiết phải mua. Sản phẩm số 7 đó là những cái loại áo hút sữa rảnh tay như thế này. Thì nếu như mà các bạn có mua những cái loại máy hút sữa có dây á, thì các bạn mới nên mua những cái áo hút sữa rảnh tay. Còn nếu như các bạn sử dụng máy hút sữa không dây á, thì các bạn nên mua những cái loại áo thể thao á, nó sẽ giữ được những cái loại máy hút sữa không dây được tốt hơn. Để đề xuất cho các bạn thì nếu như mà các bạn mua những cái áo hút sữa rảnh tay như thế này nè, thì các bạn nên mua của Simple Wish hơn. Mặc dù mình có của Medela và của Simple Wish, nhưng mà thực sự là mình thấy của Simple Wish á, dùng nó ổn hơn. Nó có thêm hai cái dây đeo lên trên này nè các bạn, thì các bạn sẽ dễ sử dụng hơn. Mình sẽ để link mua ở trong cái file Excel và để ở dưới phần mô tả video này cho các bạn nha. Sản phẩm thứ 8 đó là máy tiệt trùng. Thì nếu như mà các bạn cho con uống sữa bằng bình, dù là sữa mẹ hay sữa công thức, thì các bạn nên mua thêm một cái máy tiệt trùng. Nếu như mà các bạn dự định là chỉ có tiệt trùng bình sữa thôi, các bạn có thể lựa chọn máy tiệt trùng hơi nước. Còn nếu như mà các bạn muốn tiệt trùng nhiều thứ hơn, hoặc là các bạn muốn cái không gian nó rộng hơn, thì các bạn nên sử dụng máy tiệt trùng bình tiêu UV và nên lựa chọn những cái loại máy tiệt trùng nào có luôn cái chức năng sấy khô. Sản phẩm mà có thể recommend cho các bạn thì đối với máy tiệt trùng hơi nước, các bạn có thể sử dụng Philips Aven nè, Baby Riza, hoặc là các bạn có thể lựa chọn của Thermatipi. Còn máy tiệt trùng tiêu UV thì tùy thuộc vào cái phân khúc giá mà các bạn mong muốn. Giá thành dễ chịu thì các bạn có thể lựa chọn của Fast Baby, hoặc là cao cấp hơn thì có nhiều cái thương hiệu khác, ví dụ như là Ecomom, Hanim hoặc là của Wabi giống mình chẳng hạn. Để tìm hiểu kỹ hơn trước khi mua máy tiệt trùng thì các bạn có thể xem video nên mua máy tiệt trùng hơi nước hay là máy tiệt trùng tiêu UV mà trước đây mình đã từng chia sẻ, thì mình sẽ để link video này ở dưới phần mô tả cho các bạn luôn nha. Sản phẩm số 9 đó là máy hâm sữa. Thì nếu như mà các bạn có sữa trữ đông hoặc là sữa mẹ trữ mát và các bạn muốn cho con uống sữa này thì các bạn phải cần có máy hâm sữa. Máy hâm sữa sẽ là một cái vật dụng mà các bạn sẽ sử dụng rất thường xuyên nếu như mà các bạn hút sữa và cho con tiêm bằng bình. Tại vì con của bạn sẽ có những cái cử uống sữa nó rất là gần nhau trong cái giai đoạn từ 0 đến 6 tháng tuổi. Vì vậy máy hâm sữa sẽ là một cái vật dụng mà rất là cần thiết đối với bạn. Cho nên là mình sẽ đề xuất cho các bạn nên mua cái máy hâm sữa Baby Reza. Tại vì cái thời gian hâm sữa nó ngắn và nó có luôn cái chế độ rã đông sữa mẹ. Mình đã từng review máy này rồi thì mình sẽ để link review ở dưới phần mô tả cho các bạn. Ở đây thì máy Baby Fresa này sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản có Bluetooth và phiên bản không Bluetooth. Nếu như mà các bạn có một cái không gian nhà nó nhỏ hoặc là căn hộ nó nhỏ, không có nhiều tầng, thì các bạn nên mua cái máy không có Bluetooth để cho nó tiết kiệm tiền hơn. Còn nếu như nhà các bạn có 1-2 tầng hay 2-3 tầng gì đó thì các bạn có thể lựa chọn cái máy có Bluetooth, thì khi mà nó xong nó có thể báo với các bạn để các bạn đỡ phải canh. Sản phẩm số 10 sẽ là máy pha sữa. Thì máy pha sữa sẽ được sử dụng trong trường hợp đó là các bạn có cho con uống sữa công thức và các bạn muốn tiết kiệm thời gian hơn, các bạn muốn tiện hơn, các bạn không có nhiều người hỗ trợ trong cái việc chăm sóc con và các bạn có điều kiện kinh tế dư dả một chút xíu, thì các bạn có thể lựa chọn mua máy pha sữa. Máy pha sữa mà mình đề xuất cho các bạn cũng là máy pha sữa của Baby Reza, thì mình đã có review rồi, mình cũng sẽ để link video review ở dưới phần mô tả cho các bạn.
Sản phẩm số 11 đó là máy đun nước. Thì nếu như mà các bạn cho con uống sữa công thức và các bạn không có sử dụng cái máy pha sữa, các bạn đang sử dụng theo cách đó là pha sữa bằng cách truyền thống, đổ nước vào rồi đổ sữa vào á, thì các bạn cần một cái máy đun nước. Ở đây thì mình sẽ không có sản phẩm đề xuất cho các bạn, tại vì thực sự á, thì mình không có sử dụng cái máy đun nước này. Và bản thân mình thì ở trong gia đình mình có một cái máy pha sữa và cũng có một cái máy lọc nước nóng, nước lạnh luôn. Cho nên thành ra là mình không có mua thêm cái máy đun nước. Còn nếu như trong trường hợp các bạn có dặm theo sữa công thức cho con, hoặc là các bạn cho con uống sữa công thức và các bạn không sử dụng máy pha sữa, thì các bạn có thể mua thêm một cái máy đun nước. Tuy nhiên thì mình lưu ý cho các bạn một điều, đó là đối với những cái máy đun nước mà nó bằng thủy tinh á, thì mình đọc được một số review đó là sau khi dùng một khoảng thời gian là nó bị vỡ, nó bị nổ. Cho nên là cái này các bạn cần phải chú ý một chút xíu. Có thể là các bạn sẽ cần phải sử dụng những cái máy móc nó hiện đại hơn, hoặc là các bạn có thể sử dụng theo cách truyền thống, đó là để trong những cái bình thủy. Thì cái này các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Sản phẩm số 12 đó là nước rửa bình. Thì nếu như mà các bạn có cho con uống sữa bằng bình thì phải cần có nước rửa bình. Ở đây ban đầu các bạn có thể mua trước một chai, sau này các bạn hết rồi á, thì các bạn mua thêm cái dạng túi á, thì nó sẽ tiết kiệm tiền hơn. Và ở đây sản phẩm đề xuất cho các bạn đó là nếu như mà giá thành dễ chịu, các bạn có thể mua nước rửa bình của Denny. Còn nếu như các bạn muốn cao cấp hơn một chút xíu và nó ít mùi hương hơn một chút xíu á, thì các bạn có thể lựa chọn của Arao. Sản phẩm số 13 đó là những cái loại cọ rửa bình. Thì nếu như mà các bạn có cho con uống sữa bằng bình sữa thì các bạn cần phải mua thêm những cái cọ rửa bình. Ở đây các bạn nên mua những cái loại cọ nào mà cái đầu nó bằng silicone như thế này. Và mình đề xuất cho các bạn đó là cái bộ cọ này của Momzum. Thì các bạn sẽ có một cái đầu này để rửa bình, còn một cái đầu này để rửa nấm ti. Sản phẩm tiếp theo đó là những cái loại miếng lót thấm sữa. Nếu như mà các bạn có nuôi con bằng sữa mẹ thì các bạn nên mua miếng lót thấm sữa. Mình từng sử dụng qua khá là nhiều loại miếng lót thấm sữa rồi, thì hầu hết mình thấy loại nào nó cũng khá là giống nhau. Và mình đề xuất cho bạn là nên mua cái loại này của Pegan. Thì một bịch này nó rất là to, các bạn thấy bây giờ mình còn rất là nhiều nè. Tại vì trước đó đó thì mình từng sử dụng những cái hãng khác mà cái số lượng nó ít lắm, rồi mình cứ phải đi mua ngoài, trong khi cái bịch này nó rất là to, nó cũng rất là rẻ và dùng cũng rất là lâu. Cho nên là mình sẽ đề xuất cho các bạn cái sản phẩm này của Pegan nha. Và mình sẽ để link mua hàng ở dưới phần mô tả cho các bạn, cũng như là ở trong cái file Excel của mình để cho các bạn có thể tham khảo. Sản phẩm số 15 sẽ là những cái loại áo cho con ti. Thì thực sự là các bạn sẽ không cần phải mua những cái loại áo này đâu, mà các bạn có thể tận dụng những cái khăn tắm thiệt là to của con á, những cái loại khăn xô á, nó vừa mát mà nó vừa có thể sử dụng được nhiều mục đích khác nhau nữa. Sản phẩm cuối cùng đó là những cái loại ti giả. Thì mình nghĩ là ngay từ đầu các mẹ chưa cần phải mua liền đâu, mà các mẹ cứ đợi xem là mình sinh con xong coi nó như thế nào rồi các mẹ có thể lựa chọn mua sau. Nếu như mà con của các bạn á đang hợp tác với những cái loại bình sữa mà có cái đầu tròn á, thì các bạn nên ưu tiên những cái loại ti giả có cái đầu tròn. Còn nếu như mà con đang hợp tác với cái bình sữa có cái ti dẹt á, thì các bạn nên mua những cái loại ti giả có cái hình dạng đầu dẹt. Và mình sẽ đề xuất cho các bạn á, đó là đầu tròn á, thì các bạn có thể mua của Bip. Còn nếu như mà đầu dẹt các bạn có thể mua của Dr. Rao. Tuy nhiên đối với Bip á, thì mình thấy là dùng rất là ổn, nhưng mà chỉ có điều là lúc mình mới mua về mình nghe cái mùi cao su nó khá là nhiều. Nhưng mà con của mình á, và nhiều em bé khác á, thì mình thấy lại khá là hợp tác với cái ti giả này. Cho nên là mình cũng sẽ đề xuất cho các bạn, nhưng mà các bạn có thể tham khảo thôi. Rồi các bạn có thể xem coi là có cái loại nào nó ok hơn không, thì các bạn có thể cân nhắc mua sau. Và khi mà các bạn lựa chọn mua ti giả cho con á, thì ngay từ đầu nếu như các bạn tập cho con quay ti giả, thì chắc chắn là sau này các bạn phải tập thêm một cái nữa, đó là tập cho con cai ti giả. Vì vậy cho nên khi mà các bạn lựa chọn cho con sử dụng ti giả rồi, thì các mẹ nên cân nhắc tìm hiểu kiến thức cho mình trước. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem và sử dụng cái bảng Excel này cho nó dễ dàng hơn. Và trong video sau thì mình sẽ phân tích cho các bạn những cái mục còn lại, ví dụ như là bé ngủ nè, bé vệ sinh và những cái đồ dùng khác cho mẹ và bé. Đầu tiên đó là các bạn sẽ mở cái file mà các bạn đã tải về lên, rồi các bạn sẽ chọn Enable nha. Nó sẽ ra một cái bảng Excel cho các bạn. Trong cái bảng Excel này thì sẽ có hai sheet, một sheet là bé ăn và một sheet là bé mặc. Trong cái sheet bé mặc này á, thì nó khá là đơn giản, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bên sheet bé ăn nha. Nhìn vào đây thì các bạn đầu tiên là các bạn phải lựa chọn coi là mình nuôi con bằng sữa gì. Thứ nhất là sữa mẹ hoàn toàn nè, hay là sữa mẹ dặm theo sữa công thức, hay là sữa công thức hoàn toàn. Và trong cái mục nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn á, sẽ có ba cái hình thức khác nhau. Ví dụ như là ti mẹ trực tiếp hoàn toàn, ti mẹ ti bình song song, hoặc là ti bình hoàn toàn. Mình ví dụ ở đây là các bạn chọn ti mẹ và ti bình song song, thì các bạn nhấn vô cái ô màu xanh này nha. Nó sẽ tự động là nó ẩn đi những cái trường hợp khác. Còn các bạn muốn mở lại thì các bạn cứ bấm vào cái chữ hình thức nuôi con nè,
thì nó sẽ hiện ra đầy đủ cho các bạn. Ví dụ cho các bạn là các bạn chọn trường hợp tim mẹ trực tiếp hoàn toàn, các bạn nhấn vào đây thì sẽ chỉ có một cái trường hợp này thôi. Còn các bạn muốn hiện ra đầy đủ thì cứ nhấn lại vào hình thức nuôi con. Mình ví dụ như ở đây là các bạn chọn cái trường hợp là cho con tim mẹ trực tiếp hoàn toàn, thì các bạn nhìn xuống các bạn sẽ thấy những cái ô mình đánh dấu X á, là những cái ô mà các bạn cần nên mua. Nhưng mà quan trọng là các bạn nhìn vô cái ô kế bên nè, đó là những cái lý do nên mua và lưu ý khi chọn mua. Các bạn cần đọc cái mục này trước, tại vì các bạn cần phải đọc những cái lý do ở bên này và những cái lưu ý khi mà chọn mua, để xem coi là mình có cần thiết phải mua cái món đó thêm hay là không. Rồi kéo xuống bên dưới này nha, thì các bạn sẽ thấy có ba cái mục mà mình không có đánh số thứ tự. Thì đây là những cái phụ kiện của máy hút sữa. Thì đây sẽ là cái mà có thể các bạn sẽ cần mua khi mà các bạn đã sinh con xong rồi, chứ không bắt buộc phải mua ngay từ đầu. Ở đây thì mình cũng canh sẵn cho các bạn hết rồi. Nếu như các bạn muốn in á, thì các bạn cứ nhấn Command B ha, thì nó sẽ hiện ra, hoặc là lưu ở dạng PDF để các bạn xem điện thoại nó dễ hơn. Còn nếu như mà các bạn muốn in tất cả ra luôn á, thì các bạn bấm vô cái hình thức nuôi con cho nó hiện ra đầy đủ, rồi các bạn nhấn Command B. Set thứ hai á, đó là cái set bé mặt. Thì cái set này nó rất là đơn giản ngắn gọn thôi. Mình cũng để link những cái mà cần thiết ở trong này, rồi những cái số lượng hay là những cái sản phẩm. Và trong video sau thì sẽ có thêm ba cái mục khác nữa, thì mình sẽ làm một cái file Excel giống như thế này luôn. Cảm ơn mọi người và các bạn đã dành chút thời gian xem hết video ngày hôm nay của mình. Nếu như bạn có thêm bất kỳ những cái thắc mắc hay những cái góp ý nào thì bạn có thể để lại bình luận bên dưới cho mình biết. Đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh YouTube để đón xem những video tiếp theo của mình nha. Chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.